xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow & Beauty. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong live stream ngày hôm nay. Hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK. Chuyên gia của chúng tôi thì đang chuẩn bị thực hiện một căn laser mày cho chị khách hàng. Và theo như tôi được biết thì ngày hôm nay thì chị khách hàng của chúng tôi đã đăng ký để sử dụng dịch vụ laser này và làm phun môi phủ sơ 3D, đúng không ạ? Đúng. Thì trước khi thực hiện laser thì em xin mời chuyên gia có thể phân tích cái tình trạng lông mày của chị được không ạ? Bạn ấy làm lông mày cũng khá lâu rồi và nó cũng đang có cái thiên hướng là trổ sang màu xanh. Vì thế bao nhiêu lâu chị làm được bạn 4 năm, gần 4 năm rồi. Bạn đã có thiên hướng trổ sang màu xanh và bây giờ bạn ấy muốn hút đi để bạn ấy làm cái công nghệ mới, cái đi sợi nó nhìn nó sẽ đẹp và nó sẽ tự nhiên hơn. Dạ vâng ạ. Vâng, và bây giờ em xin mời chuyên gia có thể thực hiện quá trình laser cho chị khách hàng nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách giữ gìn này và đó. Và trong cái quá trình hút thì chị sẽ có phải tinh thêm những cái gì không? Bây giờ em xin mời chuyên gia thực hiện quá trình laser cho chị luôn ạ. Với cái gốc mực và cái cơ địa da của bạn Hồng hiện tại này thì da của bạn ấy khá là mỏng. Mình sẽ để cái cường độ hút vừa phải để nó đủ mờ cái gốc mực cũ khoảng tầm 70% ở trên bề mặt. Với các lông mày và với cái tình trạng mực như thế này thì chúng ta sẽ phải mất mấy giờ hả chị? Với cái tình trạng mực như của bạn ấy thì sau khi hút xong thì nó sẽ tiếp tục đẩy lên khoảng tầm 2 đến 3 lần hút. Vâng. Gốc mực này khá nên là sâu đúng không ạ? Vâng, xin mời chuyên gia thực hiện quá trình nhá. Và như chúng ta thấy thì da của chị khách hàng của chúng tôi thì đang khá là mỏng. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà laser tác động lên cái vùng mực thì như chúng ta thấy, theo như tôi đang thấy thì mực đã mờ đi khoảng tầm 85% rồi đó, và không hề có cái dấu hiệu là bong chóc da hay là chảy máu. Đặc biệt thì cái vùng lông mày của chị vẫn còn nguyên, không hề có cái dấu hiệu là bị cháy lông mọi người ạ. Vâng, rất là có thể là nếu như mà mọi người thường xuyên theo dõi những cái tư liệu laser của DK thì sẽ không còn bất ngờ với cái tác dụng của laser nữa, của cái siêu công nghệ laser Picomax này nữa, đúng không ạ? Chị ơi, thì trong quá trình laser thì chị thấy thế nào, chị có đau không? Nó cứ châm chích ý kiến. Nó hơi châm chích ý kiến cắn thôi, đúng không ạ? Thì trước khi thực hiện laser thì chị nghĩ là chúng tôi đã được ủ tay trong khoảng 30 phút rồi. Đó, và theo như tôi nhìn thấy mắt thường đây thì cái laser tác động lên chỉ hút mực trên bề mặt da thôi, và qua thời gian thì nó sẽ còn đẩy mực lên nữa, đúng không ạ? Vâng. Thì chị Giang thì không biết là trong quá trình liệu trình như thế này thì chị khách hàng của chúng ta có thể kêu khen gì nhỉ? Với cái công nghệ hút ở bên mình ấy, thì bạn sẽ không cần phải kêu khen cái gì cả. Không cần phải kiêng gì ạ? Đúng rồi. Không cần phải kiêng makeup, không cần phải kiêng. Đúng rồi, không cần phải. Nói chung là vệ sinh cá nhân bình thường, không phải kiêng khem ăn uống, cũng như là ví dụ như bạn ấy có muốn mình makeup kẻ vẽ thì bạn ấy cũng có thể làm cái điều đó bình thường. Rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Tại vì theo như em tìm hiểu và có rất nhiều khách hàng rất là băn khoăn vì là khi mà tìm hiểu laser ở nơi khác vì là nó làm ảnh hưởng đến da, thậm chí là bị chảy máu và để lại sẹo, cho nên là sẽ phải kiêng khem rất là nhiều về là hải sản và thịt bò. Đúng rồi. Nhưng mà tại ở DK thì cái điều đó là sẽ không có và mình không phải phòng tránh. Cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia của chúng ta hôm nay, và chúng ta hãy cùng chờ đón cái sản phẩm lông mày sau khi mà được hoàn thiện của khách hàng chúng tôi ngày hôm nay nhé. Và nếu như mà các chị em quan tâm đến dịch vụ laser, đặc biệt là những chị em mà có những cặp lông mày lâu năm này bằng mực xăm lâu năm, mực xăm hỏng đó, hoặc là những cặp lông mày dáng nó không được đẹp mà khiến chị em mất tự tin, thì cũng hãy gửi ngay cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để chuyên gia và đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về cái tình trạng cũng như là về những cái chi tiết về dịch vụ tại DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.